Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Nội dung tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập những nội dung đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 và tuần 9. Trong bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 và tuần 9, các em sẽ làm bài dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm sẽ chiếm 4 điểm và phần tự luận là 6 điểm. Với số câu trắc nghiệm là tổng 16 câu, trong đó gồm 8 câu địa lý và 8 câu lịch sử. Và số câu tự luận gồm 4 câu, với 2 câu địa và 2 câu sử. Các em sẽ làm bài trong thời gian 60 phút. Trong nội dung ôn tập ngày hôm nay, cô sẽ ôn cho các em phần địa lý. Và nội dung ôn tập của các em gồm 2 phần, lý thuyết và bài tập. Về phần lý thuyết, các em sẽ học bài 10, quá trình nội sinh và ngoại sinh, các dạng địa hình chính, khoáng sản. Bài 12, lớp vỏ khí, khối khí, khí áp và gió trên trái đất. Bài 13, thời tiết và khí hậu, các đới khí hậu trên trái đất. Và trong nội dung bài 13, các em sẽ học phần 1 la mã, nhiệt độ không khí. Phần 2 la mã, sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo vĩ độ. Và phần 4 la mã, thời tiết và khí hậu. Còn về phần bài tập, các em sẽ làm bài tập tính nhiệt độ trung bình ngày của một địa phương. Nội dung của bài số 10, các em sẽ tìm hiểu phần 1 la mã, quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các em cần phải nhớ được nguyên nhân và hệ quả của hai quá trình nội sinh và ngoại sinh. Thì như các em đã được biết rằng, nội sinh nguyên nhân xảy ra là do tác nhân từ bên trong của vỏ trái đất và do các chuyển động kiến tạo, hoạt động núi lửa và động đất. Quá trình nội sinh sẽ làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt đất lên. Còn quá trình ngoại sinh, nguyên nhân hình thành là do tác nhân từ bên ngoài vỏ trái đất như là các hiện tượng nắng, mưa, gió, nhiệt độ, dòng chảy của nước, v.v. Và các tác nhân này sẽ làm phá hủy đá gốc thành các vật liệu bỡ rời. Chính vì vậy, hệ quả của quá trình ngoại sinh là phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề, bồi lấp và làm đầy chỗ lõm. Chính vì vậy, các em sẽ thấy được nội sinh và ngoại sinh là hai quá trình hoàn toàn đối nghịch với nhau, nhưng hai quá trình này cùng xảy ra đồng thời và để tạo nên được địa hình bề mặt trái đất như ngày hôm nay. Tiếp theo, các quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các em cần phải tìm hiểu về các dạng địa hình chính. Như các em đã biết, các dạng địa hình chính trên trái đất gồm có núi, cao nguyên, đồi, đồng bằng. Mỗi dạng địa hình sẽ có độ cao khác nhau và những đặc điểm riêng. Ví dụ như núi sẽ có độ cao trên 500m so với mực nước biển, với đặc điểm nhô cao rõ rệt trên mặt đất, gồm đỉnh núi, sườn núi và chân núi. Cao nguyên cao trên 500m so với mực nước biển, nhưng cao nguyên có đặc điểm khác núi. Bởi vì cao nguyên là vùng đất tương đối rộng lớn, bề mặt khá bằng phẳng, có sườn dốc và chia tách với các vùng xung quanh. Đồi có độ cao không quá 200m so với xung quanh. Đồi có đặc điểm nhô cao so với xung quanh, đỉnh tròn, sườn thỏi. Đồng bằng độ cao dưới 200m so với mực nước biển. Và các em thấy được rằng đồng bằng có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng với độ dốc rất là nhỏ. Theo là phần 3 la mã khoáng sản, thì các em cần phải nhớ rằng khoáng sản chính là những tích tụ tự nhiên, các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng trong sản xuất và đời sống. Dựa vào tính chất và công dụng, sẽ có 3 loại khoáng sản năng lượng gồm có than đá, dầu mỏ, than bùn, khí đốt, v.v. Khoáng sản kim loại gồm có vàng, sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, v.v. Và khoáng sản phi kim loại gồm có đá vôi, thạch anh, kim cương và một số khoáng sản phi kim loại khác. Tiếp theo là bài 12, lớp vỏ khí, khối khí, khí áp và gió trên trái đất. Ở bài 12, phần 1 la mã, các em sẽ tìm hiểu về các tầng khí quyển và thành phần không khí. Trong nội dung các tầng khí quyển, các em cần phải nhớ rõ. Khí quyển gồm có 3 tầng, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển. Và mỗi tầng sẽ có độ cao và những cái đặc điểm riêng. Tầng đối lưu sẽ có độ dày từ 0 đến 16 km,
là nơi tập trung đến 90% không khí của bầu khí quyển, và ở tầng đối lưu là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sấm chớp. Và đặc biệt, trong tầng đối lưu, càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm. Cứ lên cao 100 mét, nhiệt độ giảm đi 0,6 độ C. Còn tầng bình lưu là tầng nằm ở phía trên tầng đối lưu, có độ dày từ 16 đến 50 km, và trong tầng bình lưu không khí chuyển động theo chiều ngang. Và đặc biệt, trong tầng bình lưu có lớp ozone. Lớp ozone có tác dụng hấp thụ, ngăn cản các tia bức xạ có hại với mặt trời, đối với sinh vật và con người. Và tầng cuối cùng là tầng cao khí quyển, và độ dày của tầng này trên 50 km, và không khí ở tầng cao khí quyển này cực kỳ loãng. Tiếp theo, về thành phần của không khí, thì các em cần phải xác định được trong không khí gồm những thành phần khí chính nào. Thì qua hình 12.2 các thành phần của không khí, các em dễ dàng thấy được rằng không khí gồm có khí nitơ chiếm tỷ lệ 78%, khí oxy chiếm 21%, hơi nước và các khí khác và khí carbonic chiếm 1%. Và các em cần phải nhớ rằng các khí này có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đời sống của con người. Phần 2 la mã, khối khí. Các em cần phải hiểu khối khí là gì. Lớp không khí ở đáy tầng đối lưu chịu ảnh hưởng trực tiếp của bề mặt trái đất nên hình thành các khối khí khác nhau về nhiệt độ và độ ẩm. Tùy thuộc vào tính chất và vị trí hình thành, có thể chia ra các loại khối khí sau. 1. Khối khí nóng, hình thành ở vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. 2. Khối khí lạnh, hình thành ở vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp. 3. Khối khí lục địa, hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất khô. 4. Khối khí đại dương, hình thành trên các biển và đại dương, có tính chất ẩm. Tiếp theo, phần 3 la mã, khí áp và gió trên trái đất. Khí áp, các em cần phải nhớ, khí áp chính là sức ép của không khí lên bề mặt đất, và dụng cụ để đo khí áp là khí áp kế. Và ngoài ra, khí áp trên trái đất được phân bố thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực. Quan sát hình 12.5, các em có thể thấy được rằng trên trái đất gồm các đai khí áp như là áp cao cận chí tuyến, áp thấp ôn đới và áp thấp xích đạo. Và các em cũng dễ dàng nhận thấy các đai áp thấp sẽ nằm ở khoảng vĩ độ 0 độ 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Các đai áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 30 độ Bắc, 30 độ Nam và khoảng vĩ độ 90 độ Bắc, 90 độ Nam và 90 độ Bắc hay còn gọi là cực Bắc, 90 độ Nam hay còn gọi đó là cực Nam. Và sau đây, cô và các em sẽ cùng làm một ví dụ về cách tính nhiệt độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh. Cho biết nhiệt độ đo được lúc 1 giờ là 21 độ C, 7 giờ là 27 độ C, 13 giờ là 33 độ C, 19 giờ là 27 độ C. Vậy thì, để muốn tính nhiệt độ trung bình ngày hôm đó của thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ lấy tổng nhiệt độ của các lần đo, cộng lại và chia cho số lần đo. Ở đây chúng ta đo 4 lần thì sẽ lấy nhiệt độ của 4 lần đo cộng lại và chia cho 4. Cuối cùng, kết quả ra được rằng nhiệt độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm đó là 27 độ C. Các em lưu ý, khi làm bài kiểm tra và gặp phải bài tập tính nhiệt độ trung bình này, các em cần phải thực hiện đầy đủ phép tính và kết quả. Và cuối cùng, phần 2 la mã của bài 13 đó là sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo vĩ độ. Không khí
Trên trái đất luôn có sự thay đổi khác nhau theo từng vĩ độ, và không khí ở các vùng vĩ độ thấp bao giờ cũng nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao. Nguyên nhân là do các vùng ở vĩ độ thấp quanh năm nhận được nhiều nhiệt từ mặt trời nên không khí trên mặt đất nóng. Còn các vùng vĩ độ cao thì sẽ nhận được ít nhiệt của từ mặt trời nên không khí trên mặt đất sẽ ít nóng hơn. Chính vì vậy, không khí ở các vùng vĩ độ thấp bao giờ cũng nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao. Phần 4 La Mã, thời tiết và khí hậu. Trong nội dung này, các em sẽ so sánh được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Như các em đã được biết, thời tiết chính là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng như nhiệt độ, nắng, mưa, gió ở một địa phương trong thời gian ngắn, và thời tiết sẽ có tính chất thất thường, luôn luôn thay đổi. Còn khí hậu chính là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm, và khí hậu có tính chất quy luật. Cuối cùng là phần 5 La Mã, các đới khí hậu trên trái đất. Thì như các em đã được biết, trên trái đất có 5 đới khí hậu, gồm có một đới nóng, hai đới ôn hòa và hai đới lạnh. Mỗi đới khí hậu sẽ có phạm vi, đặc điểm và loại gió hoạt động riêng của nó. Thì bây giờ các em sẽ cùng nắm lại nội dung của đới nóng. Phạm vi của đới nóng là nằm giữa hai chí tuyến Bắc và Nam, với đặc điểm quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm không thấp hơn 20 độ C và lượng mưa trung bình ở đây là từ 1.000 đến 2.000 mm một năm. Loại gió hoạt động thường xuyên ở đới nóng là gió mậu dịch. Với đới ôn hòa, phạm vi nằm giữa các đường chí tuyến đến đường vòng cực trên trái đất. Đặc điểm của đới ôn hòa có nhiệt độ trung bình. Các mùa trong năm thể hiện rõ rệt với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, và lượng mưa trung bình của đới ôn hòa từ 500 đến 1.500 mm một năm, với loại gió hoạt động thường xuyên là gió Tây ôn đới. Cuối cùng là đới lạnh, phạm vi từ hai vùng cực đến hai cực trên trái đất. Quanh năm lạnh giá, băng tuyết bao phủ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lên tới 24 giờ. Lượng mưa trung bình năm thấp dưới 500 mm một năm và chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. Loại gió hoạt động thường xuyên ở vùng đới lạnh này chính là gió đông cực. Cô vừa ôn tập cho các em những nội dung của bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 phần địa lý. Và về nhà, các em nhớ học bài theo đề cương ôn tập. Vài tuần chính, các em sẽ có bài kiểm tra giữa học kỳ 2. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.